Nhãn, Nhãn, em làm gì ở đây vậy? Em đang vận tông em đập to ra ngoài đó chị. Ủa, làm được luôn hả Nhãn? Ép được độc tố ra ngoài luôn. Hey, chị Ốc đi. Chị Ốc đang cần ép độc tố ra ngoài. Chị cảm thấy dạo này cơ thể của mình nó không được khỏe lắm, hơi bị bất ổn đó. Chắc là do chị cũng bị tích tụ độc tố ở trong gan chị đó. Vậy chị Ốc làm thử giống em đi. Phương pháp này là cao nhân chỉ cho em đó. Được á, chị sẽ làm thử coi sao. Như vậy là khí tụ đan điền, khí truyền lên hai tay, tống ra ngoài. Hey, sao người đẹp Ốc Thanh Vân hứa với mình qua đúng giờ mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu? Không biết có gặp chuyện gì không nữa ta? Dễ ẹp, tập trung, vận công, ép khí xuống, tống ra ngoài. Ôi trời ơi, phục kích, phục kích. Đốc tôi khỏe, có còn sao không? Hả? Có chuyện gì vậy? Sao lại số đốc tôi khỏe như vậy? Ốc đang vận công để thải độc tố ra ngoài theo cái cách mà em Nhãn chỉ cho Ốc đó. Nhãn, vận công thải độc là sao hả? Con xem phim, thấy mấy cao thủ ngồi nhắm mắt lại, ngoan ngoái với tay, rồi chưởng nó vậy nè, là độc gì cũng tan hết. Nó cứ bắt chước theo đó. Ủa Nhãn, sao em nói là cao nhân đắc đạo chỉ cho em cái chiêu này? Ủa, thì Trương Tam Phong, trưởng một phái võ đan, không cao nhân còn là gì? Trời ơi, chết tôi rồi. Nhãn ơi Nhãn, em lậm phim quá rồi Nhãn ơi. Trời ơi, Ốc Thanh Vân muốn giải độc cơ thể thì nói đốc tức khỏe giúp cho. Hề, chứ ngồi vận công như vậy thì chỉ có nhiễm độc, nhiễm gió, nhiễm nắng thôi. Vậy thôi, đốc tôi khỏe chỉ cho Ốc với khán giả biết cái cách mà thải độc tố ra ngoài đi. Dễ thôi, củ cải đường ơi, ra đây nào con. Ai kêu con đó, các con đây. Ê, đốc tôi khỏe đừng nói là củ cải đường giúp thải độc tố nghe. Ốc không hề biết vụ này đâu. Trời ơi, bất ngờ là Ốc xỉu luôn á. Vậy thì Ốc Thanh Vân xỉu đi là vừa. Bởi củ cải đường hay còn gọi là củ cải đỏ sẽ nói cho Ốc Thanh Vân hiểu. Em chứa rất nhiều vitamin C, vitamin A, vitamin B9, sắt, kali, magie, acid folic và betaine. Em có tác dụng rất tốt cho tim mạch nè, đặc biệt là các động mạch như chi, thái dương. Ngoài cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể thì củ cải đường giúp thải độc tố cơ thể rất là tốt. Đốc tôi khỏe ơi, nhưng mà chúng ta thải độc tố bằng cách là ăn củ cải đường sống hay là nấu canh củ cải đường vậy? Đốc tôi khỏe. À, cái này thì ngon nhất, bổ nhất. Tốt nhất là lấy nước ép cùng với cà rốt để uống. Ly nước ép này rất tốt cho việc giải độc cơ thể. Ý, nói vậy là cái ly sinh tố này vừa ngon mà lại vừa bổ dưỡng nè, đốc tôi khỏe. Em đẹp từ vỏ, ngọt từ nhân mà. Đốc tôi khỏe ơi, cứu con đi. Có cách nào từ nhãn sấy về nhãn thường không vậy? Trời ơi, sao con khô quéo thế này? Con ngồi vận công, tải độc hết mấy hôm nay, không ra độc mà mất hết nước, thành nhãn sấy luôn rồi nè. Tôi khỏe ơi. À, cái này thì ta... Ây, Ốc giải quyết được vụ này, chị Ốc nghĩ là dễ lắm. Chị Ốc có cách đó nha. Cách gì vậy chị Ốc ơi? Thì chị sẽ bỏ em vô nồi nấu thành sâm bổ lượng thôi. Ôi, con muốn thải độc thôi mà, chứ không muốn vô nồi đâu chứ. Chị đùa với em thôi, chị đâu có ác vậy. Thôi bây giờ mình cùng chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Thời lượng dành cho chương trình Đốc Tơ Khỏe ngày hôm nay đã hết rồi. Và chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả lần sau.